Đổ quầy đâu nó làm gì làm mình không biết, mà nhậu không biết làm gì làm mình nhậu thôi. Dạ, làm gì đâu, xuống cái mặt đen biết chứ, nó lỗ sao? Vô, em quên rồi, em quên nói anh chủ và cũng thành nữa theo. Sẵn giờ nó chắc nó đọc quá, nó nói này không có tiền, cũng tha cho mất. Sơn anh. Rồi, rồi, có nói đó rồi. Dạ. Cũng bây giờ nó nhà không có tiền đọc nha, cứ khóc quá. Có người đại trợ cho ba sức rồi. Sau khi xong cái mình với công bố với giờ công bố trước là người ta cũng chỉ diện vô người ta. Chỗ đó là thằng mất xe là điểm nào? Hay luôn, mất xe là điểm nào? Cách 300 cách. Ở đây cũng thấy rồi rồi. Biết rồi. Có thông báo mà không? Tính hỏi coi có xe đò không? Thích anh đi xe đò thôi chút xíu á, ông chỉ ông Thương đó. Hả? Chút xíu ông chỉ ông Thương đó, chát kêu bằng lên mà lên tôi biết bằng tiền chát, anh không biết một đó. Anh mà hoài, anh không biết chát đường nào, anh biết chát. Kêu anh nhập, anh không biết nhập luôn. Lên lâu lắm mà đâu biết đăng ký đâu. Đúng không? Anh biết đăng ký đâu. Không biết đâu, cứ vô dọc dọc thì đâu có biết anh người ông bên muốn về. À, vô đó có nằm một nằm buồn mã câu chứ. Nó lên tầm gà gãi á. Cũng vui. Như là gà lên làm thơ cung. Tôi nghĩ nó gà lên tao chuyện là đại cái gà ổng làm nó nhiều lắm. Ổng với ba diễn làm thơ cái dữ rồi thơ 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 thằng nhã có mở bàn tay thì thấy nhã cũng có bàn tay muốn mặt khẩu luôn muốn xài ầm ầm đang nóng luôn em phải điệp tiếp hả? Tiếp tăng nóng luôn. Tăng nóng mà đây cái điện thoại đâu có viết chữ có dấu được. Mỗi lần viết thì đổi nhã nhã sửa lại dùng bài đó. Anh viết đi chứ nhận tôi phải sửa cho anh rồi đâu. Thì vô giờ mấy viết không có dấu. Thì anh thì tha thứ không nói gì mấy người nó nói gì. Rồi mày có ngày viết gì con? Bởi vậy à, anh vô thấy em đuổi hết trơn đó. Không không gì gì nữa, viết cái pháp á được mà viết cái pháp nó chữ gà hai cái đạt nữa mà hỏi tôi viết tiếng pháp cho anh dùm câu đó tôi thấy kỳ quá thì khó có chữ mấy cái bữa biết tiếng Anh với ông ai cũng biết hết đâu mở con anh với con anh gửi nè ổng cạnh tiếng Anh đánh tiếng Anh với chả hỏi mình biết đâu không được. Một đen đó nó cào mình nói tiếng Anh hay quá. Không biết con mẹ gì đâu. Gọi đang mình vô rồi lên vô đấy. Ngọt màu đi là hả? Ngọt. 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 Ngọt quá. Cái dùng này hỏi gì được đó nè. Thấy dễ ăn quá rồi. Hỏi gì dễ ăn đó. Không biết gì mà em đi đánh thì được 8.000 anh đánh mát quá. Tại vì nó có cái số chẳng hơn. Chẳng phải lên được đâu. Nó tưởng hỏi mày xong luôn à. Trong ngủ không có. Không có nước mát lắm. Nói ha, nghe cần thằng nào giờ đi ha, đây mà đi dài lên chi tôm ha, mà hôi lên lọt dùng chi tôm mà cũng đánh có nào cũng luôn thì không có gì, không có gì lên nữa đó. Rồi sáng mấy năm trước đi chơi chắc ha, cũng lên đó không bao giờ được ai dính dứt cũng đi tới không về đó. Bây giờ đi chơi mấy này cũng vậy, không có gì cái dùng chả bỏ tay thôi á. Có tay thôi thì mình bỏ nó đứng chờ. Không có tay nó mày nát. Nãy mình ngồi lâu chứ nó lụm con em. Nó ra nó sợ nó nhẹ mày. Rồi nhẹ nó có heo. Không nhẹ. Nếu mà đi mình xong nằm cộng xong quên xong đi. Tại vì sao? Tại vì mình đứng mình cũng bảy là nó chở xong nó bò. Đi qua xong nó phải mất nước kỹ là nó quất mệt rồi. Mèo mèo. Thôi giờ mèo quan nhiều lắm nha. Có thằng gì ơi. Nó tuyệt vời đây. Có thằng gào nó còn nước nó ngưỡng mò. Mèo thôi này sợ lui vậy không.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không phải đưa nước mà mau chứ nước mắm không nó hậu hậu rồi đó bên xe cạn đi đặt qua thì đi ra rồi đi đặt quê có bị thôi. Ở dưới Cần Thơ cũng có một tay chơi trẻ con, mới ăn một cũng thử luôn. Hay giống như có hai thằng chuyện kêu em nó điện em không vô cái hồi 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 đi gì á, tại vì mới đi á, họ có uống nổi nè, không không quen, có cái luôn, uống nào không quen, chạy giờ không có, còn mà gà nó chết rồi, cái con gà đó trước rồi, cái con gà, mồm chứ đừng có nói, chưa nghe này ở đây anh nhá, anh đi ngang nước, lúc có nhà cái ô mô nhà điện rồi mới chạy ra Giang Quỳnh á, Giang Quỳnh á, còn anh mới mua con mồi ba giờ mấy học sinh chuẩn bị cho nó kia rồi nó chuyện gì cả nấu cho nó đang bỏ rớt xuống dậu lên rớt xuống dậu lên thiện luôn. Sao bây giờ tôi nghe mọi kia vô thương cha con thương chịu chắc nghe anh ra cái ngồi này nói gì á nấu đưa lên gì nè cộng ba chứ mấy mất tiền ba mất tiền ba chứ mấy em có
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.